Then I believe small problem, small money. Big problem, big money. No problem, no money. Và tôi tin rằng nếu như các anh chị càng có nhiều vấn đề thì các anh chị đang đi đúng lộ trình, các anh chị càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu như vấn đề của anh chị nhỏ, có nghĩa là các anh chị kiếm được tiền ít. Nếu như cái cuộc đời của các anh chị phẳng lặng không có vấn đề, có nghĩa là các anh chị không có tiền. When I start again the journey full of problem but no problem, small problem, small money. Big problem, big money. No problem, no money. Và cái lộ trình phát triển của tôi khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh với Elken, những vấn đề nó rất nhỏ, đến lúc đó thì tôi chỉ lấy kiếm được thu nhập rất ít. Khi mà vấn đề càng lớn hơn thì tôi càng kiếm được thu nhập nhiều hơn. First problem, I start from a very small province, even small day, Quảng Bình, very small, no stockist, no blast, no meeting, no upline. I had to take bus 2 hours go to take product, like Quảng Bình go to Đà Nẵng, but here very far. I 2 hours go there to get product, send back for my customer every week. Và cái khó khăn đầu tiên của tôi đó chính là tôi bắt đầu công việc kinh doanh tại một cái thị trấn rất nhỏ tại Sapa. Lúc đó thì không có công ty, không có tiếng trên, không có đội nhóm để hỗ trợ. Vậy tôi phải bắt đầu công việc kinh doanh như thế nào? Tôi phải đi một đoạn đường rất xa mỗi cuối tuần, đi hơn 2 tiếng đồng hồ để đến cái thị trấn, cái thành phố gần nhất để mà mua hàng. Giống như là chúng ta đi từ Đà Nẵng đến Quảng Bình các anh chị. Other people they feel difficult, they do what they not willing to do it. I willing to do it, I get it and then become people. Có rất nhiều người vì cái khó khăn này mà họ không muốn làm công việc kinh doanh với Elken, nhưng với tôi bất chấp khó khăn, tôi vẫn tiếp tục kinh doanh với Elken. Second problem, I no iPhone, no Facebook, no Zalo, okay? Apply very far, how? I call my upline every night public phone. Call, learn how to earn, learn how to earn. Và cái khó khăn thứ hai của tôi đó là tôi không có điện thoại di động và lúc đó không có một cái phương tiện thông tin nào một cách hiệu quả như là hiện nay chúng ta có WeChat, có Zalo, có đủ thứ internet đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để mà tôi có thể liên hệ với upline để xin những chỉ dẫn của ông? Và mỗi tối tôi phải ra những trạm điện thoại công cộng để gọi điện thoại cho người upline này của mình. Third problem, I know experience, first company I do, how to do? So, I'm an upline teach me, I just do more. The more I do, experience I get, practice make perfect. Và cái vấn đề, cái khó khăn thứ ba đó chính là lần đầu tiên tôi kinh doanh theo mạng và đây là công ty đầu tiên mà tôi làm thì tôi hoàn toàn không có một chút kiến thức gì cũng như là kỹ năng gì và cái người upline khuyên tôi, anh cứ làm đi. Anh cứ làm, anh càng làm nhiều thì anh càng thuần thục và tôi chỉ biết cắm đầu mà làm. 3S OPP, 3S home party OPP, 3S home party and OPP. I'm like teach me on 3S home party OPP. That's what I do, repeat, repeat until I make it. Và tôi bắt đầu làm những công việc như là 3S, đó là bán hàng, chia sẻ và tuyển dụng và cũng như là làm những cái buổi hội thảo tại nhà mỗi ngày. Then my upline, I take the flight van to see my upline, my mentor, Tan Bi Seng. Learn how to say. He teach me. Must say, doctor say, expert say. First one, doctor say. You must say, until repeat 5 times, then people you listen what you say. Và lúc đó tôi mới đến tìm gặp cái người upline của tôi là cô Bi Sen và tôi muốn học hỏi cái kinh nghiệm làm sao để có thể chia sẻ thành công. Thì người tiếng trên của tôi nói rằng để mà chia sẻ thành công thì anh hãy lắng nghe những người mà họ thành công họ chia sẻ trước. Cứ lắng nghe lần này qua lần khác thì anh càng lắng nghe nhiều, một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ năm thì anh cũng sẽ chia sẻ thành công như họ. Second, you teach me, anything they ask question, don't answer, wait a minute, later, all in the valley, wait a minute. Then later, they'll forget what they want to ask. They just want to ask how many product they want to buy. Và khi mà học hỏi được những cái hướng dẫn của cô upline, cái người tiến trên của tôi và cái người tiến trên này bảo rằng đặc biệt khi mà các anh chị và chia sẻ thì các anh chị đừng để khách hàng mình đặt câu hỏi và khi mà các anh chị khách hàng mình đặt câu hỏi thì các anh chị đừng vội trả lời ngay, chúng ta hãy nhìn vào những cái tài liệu, những cái tờ rơi để hiểu rõ hơn về sản phẩm để chắc chắn rằng chúng ta có đủ kiến thức để trả lời câu hỏi này. You believe that
learning is very important. Come to learn, come to attend meeting in Quang Minh every week we have, and then YouTube, Zalo, Facebook we have. Learning how to be successful in Elton. Và kiến thức là một yếu tố quyết định thành công trong công việc kinh doanh với Elton, và các anh chị phải học học nữa, học tất cả những cái thông tin về sản phẩm để mà các anh chị có đầy đủ kiến thức để mà các anh chị chuẩn bị sẵn sàng đi bán hàng, chia sẻ. I want to cảm ơn, thank you. Mà up đây, just a retired teacher, retired. He was 62 years old, Mr. Lee, bring me come to Elton. Now already 82 years old. Và tôi muốn cảm ơn người tiến trên của tôi, ông Lee. Ông là một giáo viên đã về hưu ở tuổi 62. Ông đã giới thiệu công việc kinh doanh này. Và anh bây giờ ông đã về hưu ở tuổi 82. Và ông đã trở thành Round Manager. His income around 5 to 10,000 every month US dollar. Và thu nhập của ông ta mỗi tháng từ 10,000 USD một tháng. He just want to help people, no product only. Other he don't know, he just want to help people. So the more people he help, the more successful he are. Và ông đến với công việc kinh doanh này bằng một cái mục đích vô cùng cao đẹp, đó là ông chia sẻ cái hiệu quả sản phẩm cho mọi người, và ông chia sẻ càng nhiều thì ông càng trở nên thành công với Elton. His network can benefit to the children, so the children one day can get the income every month from Elton. Và cái công việc kinh doanh này ông có thể thừa kế lại cho con cháu của ông, và một khi mà ông đã về hưu thì những người con cháu này vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của ông. I want to thank my mentor, my teacher, giáo viên, teach me in Elton from zero to hero. From nobody become somebody and then tỷ phú in Elton. PCM Francisia and PCM Tam Bi Sinh. Nhân cơ hội này tôi muốn cảm ơn người tiến trên tuyệt vời của tôi. Ông đã giúp đỡ tôi thành công với Elton từ một người bình thường, không có gì hết, từ một người giáo viên nghèo, tôi đã trở thành tỷ phú của Elton. Elton very simple. When you are ready, want to make it, you want it, then you can make it. Làm công việc Elton không có gì khó khăn các anh chị. Các anh chị chỉ cần có một đam mê, một khao khát mãnh liệt, và chúng ta quyết tâm đạt được nó thì các anh chị sẽ thành công. Go to your upline, I want to make it. Upline you got you, how to make it. Và các anh chị hãy đến những người tuyến trên của mình và nói rằng: tuyến trên, tôi muốn làm công việc này, tôi muốn thành công với Elton. Thì những người tuyến trên sẽ hướng dẫn các anh chị làm thế nào để thành công với Elton. I want to end my sharing with a story, very interesting story. It's a general how to ride a horse across the river. Và tôi muốn kể cho các anh chị và các bạn một câu chuyện, đó là một người tướng làm thế nào để anh có thể cưỡi ngựa qua sông. Long time ago, a general is very good in fighting and wartime. He can fight and then he can go up very top position as a general. Until he retired, he come back the province, just ride horse, go here and go there for holiday. Ngày xưa có một người tướng, anh này rất là một tướng rất giỏi, anh ta đã tham gia nhiều trận đánh và anh ta đã thắng. Và sau một cái thời gian chinh chiến, anh này về hưu thì anh này chỉ cưỡi ngựa mỗi ngày. When he reached one province, he saw a river. And then he not confident the horse can cross the river or not. He's good in fighting, but he's not good in swimming. Then he's worried. And then he saw a boy praying there. He said maybe the boy can help. Và anh ta đến một cái vùng quê nọ, thì anh ta thấy một cái con sông, thì anh ta không tự tin rằng anh ta có thể đưa ngựa qua sông, bởi vì anh ta là có cái kỹ năng chinh chiến rất là giỏi, nhưng mà anh ta lại không có kỹ năng bơi. Thì anh ta gặp một cái cậu bé, anh ta mới hỏi rằng làm thế nào để tôi có thể đưa con ngựa này qua sông. He asked a small boy, come, my horse can cross the river or not? And then the small boy see the horse, the leg really long, and then see the river. He said, boss, no problem, your horse guarantee can cross the river safely. Và anh ta hỏi một cái cậu bé ở đó, hỏi rằng là cậu bé ơi, tôi có thể cưỡi ngựa qua sông hay không? Thì cậu bé này mới nhìn cái con ngựa, thấy chân con ngựa rất là dài đúng không ạ? Thì cậu bé này nói là không vấn đề gì, anh có thể cưỡi qua sông đấy, anh cứ cưỡi đi. And then the general very happy, confident, ride the horse, want to cross the river. Suddenly the horse drop and then he nearly died. And then luckily he's very smart, come back and then went to see the boy. Why you cheat me? Want to make me die? He very very angry.
và cái người tướng này làm theo lời của cậu bé, leo lên ngựa và cưỡi qua sông. Thì một khi mà anh chàng này cưỡi qua sông thì bị chìm, thì lúc đó anh ta sắp chết đuối, nhưng mà may mắn thay anh ta rất thông minh và anh ta quay tìm cách đưa ngựa quay trở lại bờ và gặp cậu bé này dựng dựng. The boy very scared and worried. He said, "Boss, no, I saw your horse leg so long. My house the duck, the leg so short. The duck can swim across the river. Why not your horse?" And then the general very angry, don't know what to do. Ask the wrong person. Và cái người tướng quân này vô cùng giận dữ mới nói với cậu bé rằng là tại sao cháu nói là chú có thể cưỡi ngựa qua sông. Thì cậu bé này vô cùng sợ hãi mới bảo rằng tướng quân ơi, chú ơi, cháu thấy rằng là cháu nhìn thấy là cái con ngựa của chú cái chân thì dài quá, thì mà cái con vịt của cháu thì cái chân ngắn, tại sao con vịt mà chân ngắn có thể qua sông mà con ngựa không thể cưỡi qua sông được ạ? Understand? Hiểu? Hiểu. Okay. Yes. Okay. Các anh chị có hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không ạ? So miss, when we doing MLM, don't ask the wrong person. They can give you very logic answer. Don't ask those they not in MLM. Don't ask they are fail in MLM. Don't ask they are not in Elkin. So don't ask them. They give you a logic answer but fail. You make you die in MLM. Cái kinh nghiệm này đưa cho ta một cái câu chuyện này đã đưa cho ta một cái thông điệp, đó là khi mà các anh chị muốn làm thì muốn thành công với công việc gì, các anh chị phải hỏi đúng người, chúng ta đừng hỏi sai người. Giống như trong câu chuyện cậu bé này không hề có kiến thức, nên cậu bé này đưa cho các anh chị một cái câu trả lời sai đúng không ạ? Vậy thì trong công việc kinh doanh với MLM, chúng ta đừng hỏi những người mới làm trong ngành MLM, bởi vì họ là những người không đủ kiến thức và kinh nghiệm để mà có thể truyền đạt cho các anh chị và các bạn. Cũng như là chúng ta không hỏi những người đã thất bại tại đã kinh trong cái ngành kinh doanh này. I advise you all want to do MLM, okay? Go to your mentor, your upline successful, ask the right person, she can guide you, people in MLM. Và để thành công trong công việc kinh doanh này thì các anh chị phải tìm đúng người, là những người họ đã làm công việc này lâu dài, họ đã có thành công với công việc này. Các anh chị muốn thành công thì phải hỏi những người thành công nha các anh chị. I want to thank my Elkin girlfriend. Last time is my downtown wife, you saw Kenny. Now is my wife. This mother of 5 children. Và tôi muốn cảm ơn người bạn gái trước đây của tôi, cũng là một người tiến dưới của tôi, và người đó đã trở thành người tri kỷ của tôi, người vợ, và đã đẻ cho tôi 5 đứa con. Yeah. Only 5. 1, 2, 3, 4, 5. À, ok. Rất ít nữa các anh chị và các bạn, chỉ 5 đứa con thôi. Em tên số 1. Okay, so thank you my wife to help take care my family, take care Elkin, and take care my parents, so I can become more successful in Elkin. Thank you, you so Kenny. Nhân dịp này tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người vợ, người đồng hành của tôi đã giúp tôi thành công trong công việc kinh doanh với Elkin. I am my sharing here. I hope that today my sharing, my story can inspire you, give you confidence. If Chen Kong Ming can make it, one day you also can become Elkin Vietnam Evo. Và với câu chuyện thành công ngày hôm nay, với câu chuyện của tôi, thì hy vọng rằng tôi có thể truyền cảm hứng cho tất cả các anh chị, tôi có thể truyền thêm niềm tin và động lực cho các anh chị để các anh chị có thể thành công với công việc kinh doanh Elkin. Và tôi hy vọng một ngày nào đó tất cả các anh chị sẽ trở thành tỷ phú của Elkin. Xin cảm ơn và xin chúc mừng tất cả các anh chị. Nhân dịp này thì công ty Elkin, đại diện cho công ty Elkin cũng như là đại diện cho đội ngũ Elkin Quảng Bình, chúng tôi muốn gửi một bó hoa tươi thắm đến triệu phú, tỷ phú đô la, tỷ phú của Elkin, và xin cảm ơn ông đã dành thời gian từ Malaysia đến đây.